tranh chung của hệ thống thông tin quản trị ngân hàng thương mại, phần mềm số hóa quy trình tín dụng Salem hỗ trợ số hóa và quản trị quy trình tín dụng, tối ưu hóa quy trình tín dụng phức tạp, đồng thời giải quyết thách thức về giám sát quản trị trong nghiệp vụ tín dụng. Phần mềm giúp đáp ứng được nhu cầu quản trị và theo dõi tiến độ công việc nghiệp vụ tín dụng trong quá trình phê duyệt cho vay vốn và thu hồi nợ, khắc phục nhược điểm của đa số các phần mềm core banking chỉ thực hiện phạm vi công việc từ lúc hồ sơ vay vốn đã được duyệt, nâng cao hiệu quả của việc kiểm soát, quản lý dữ liệu khách hàng chính xác và tập trung. Salem được cấu thành từ 4 hệ thống con bao phủ toàn bộ nghiệp vụ quy trình tín dụng Onboarding, LOS, Disbursement và Debt Collection. Onboarding là hệ thống thu thập yêu cầu từ khách hàng, hỗ trợ quy trình tiếp cận khách hàng, tích hợp thông tin yêu cầu của khách hàng. Hệ thống khởi tạo và phê duyệt tín dụng sẽ hỗ trợ quy trình tác nghiệp cấp tín dụng khép kín từ khâu nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt cho tất cả các đối tượng khách hàng. Disbursement, hệ thống khởi tạo và phê duyệt giải ngân, hỗ trợ quy trình giải ngân cho khách hàng trên cơ sở mức tín dụng đã cam kết. Hệ thống Debt Collection, hệ thống thu hồi nợ, theo dõi việc thu hồi và xử lý nợ. Có thể nói là Salem là một trong những cái ứng dụng mà được đầu tư rất bài bản bởi trí tuệ của các chuyên gia của chúng tôi. Ở đó chúng tôi đã triển khai những cái ứng dụng thông qua những cái kinh nghiệm thực tiễn cộng tác với lại các đối tác của chúng tôi trên nền tảng của những cái công nghệ rất là tiên tiến, công nghệ của IBM, để chúng tôi cùng nhau và xây dựng nên một cái sản phẩm đặc thù Việt Nam phụng sự cho cái sự nghiệp phát triển của nền kinh tế Việt Nam, và đặc biệt các khách hàng của chúng tôi là các ngân hàng thương mại. Chúng tôi hướng đến các ngân hàng của Việt Nam. Quản lý tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình vay tín dụng là một trong những cái đòi hỏi hết sức là nghiêm túc hiện nay trong các quản trị tài chính ngân hàng. Các hệ thống đã nêu đảm bảo những tiêu chí quan trọng mà các ngân hàng thương mại luôn hướng đến: số hóa toàn bộ quy trình, thay thế việc tác nghiệp trên giấy tờ hoặc với nhiều hệ thống khác nhau thành một hệ thống, tiết kiệm thời gian, giảm thời gian khi thẩm định và phê duyệt, kiểm soát rủi ro ở mọi góc độ, giảm số lượng lỗi tác nghiệp có khả năng dự báo, dự đoán trên nền tảng dữ liệu lớn, tăng thu nhập dòng và giảm chi phí lương, tăng khả năng ứng biến với môi trường kinh doanh cạnh tranh khi chính sách tín dụng thay đổi, khi thiết kế và triển khai sản phẩm tín dụng mới ra thị trường. Với những ưu thế vượt trội của phần mềm và độ sẵn sàng, tính tương thích cao khi triển khai, Salem đã và đang được nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng tin tưởng và áp dụng, mang đến nhiều cơ hội số hóa, tối ưu hóa cho ngành. Chúng tôi đã và đang và sẽ đồng hành cùng với những khách hàng của mình trong cái hành trình chuyển đổi số, đặc biệt trong nhóm cái tài chính và ngân hàng. Thì trong quá trình chuyển đổi số gặp rất là nhiều thử thách và khó khăn, giống như là giao tiếp về mặt với con người, với khách hàng, giao tiếp về mặt cái quy trình cũng như là quy trình xử lý nội bộ của ngân hàng. Chính vì vậy là HBT Salem của chúng tôi ra đời với 4 tiêu chí: an toàn, tốc độ, thông minh và linh hoạt, đã cung cấp cho khách hàng của chúng tôi là những ngân hàng một nền tảng số hóa quy trình mạnh mẽ, qua đó giúp khách hàng kiểm soát được rủi ro, theo dõi được xuyên suốt vòng đời của một khách hàng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.